Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Hàng trăm người đã bị thiệt mạng vì cái sức nóng tại thánh địa Mecca ở tại Saudi Arabia trong thánh lễ Hajj. Bản tin mới nhất cho biết hàng trăm người đã thiệt mạng trong năm nay trong thánh lễ Hajj, cuộc hành hương về Saudi Arabia, nơi có thánh địa Mecca của người Hồi giáo, theo các viên chức đưa ra vào ngày thứ Tư. Và những người bị thiệt mạng cho biết rằng là họ đã, những người mà có mặt xung quanh nói rằng những người bị thiệt mạng bởi vì sức nóng dữ dội ở tại đây. Saudi Arabia đã lên tiếng và cho biết rằng họ đang giám sát lại số lượng người tham dự khá đông đảo. Năm nay ước lượng lên tới 2 triệu người tràn về thánh địa ở Mecca nằm tại Saudi Arabia, nơi được xem là một trong những vùng đất thiêng liêng nhất của người Hồi giáo. Ít nhất 550 người đã bị thiệt mạng trong 5 ngày trong thánh lễ Hajj, và nơi đây được xem là cuộc hành hương vĩ đại của người Hồi giáo về khu vực này. Hãng thông tấn AP cho biết là có thể số lượng người sẽ cao hơn và số lượng người và đang bị điều trị ở trong một số những bệnh viện. Tuy nhiên thì việc mà gây tới cái chết này là do cái sức nóng khá mạnh ở tại khu vực ở thánh địa Mecca, nơi mà đã có cái nhiệt độ lên tới 117 độ Fahrenheit, tức là độ F, và có thể nói là gần 50 độ C, đã khiến cho nhiều người đã chịu không nổi và bị thiếu oxy. Đây được xem là một trong những cái biến cố xảy ra trong cái đại lễ quan trọng là cuộc hành hương về thánh địa Mecca của người Hồi giáo trên thế giới. Ước lượng có trên 2 tỷ người theo đạo Hồi giáo trên toàn thế giới, và Mecca được xem là thánh địa của tất cả những người Hồi giáo, và trong đời người của họ phải ít nhất một lần về thánh địa Mecca. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hezbollah đã cho công bố đoạn video mà cái spy drone, tức là cái drone gián điệp của họ đã bay trên phía bắc của Do Thái và không bị bắn rơi. Bản tin mới nhất cho biết tổ chức khủng bố có trụ sở đặt tại khu vực phía nam Lebanon trong ngày thứ ba đã công bố một đoạn hình ảnh video footage mà họ thu được bằng một cái drone gián điệp của họ và bay sâu vào 27 km, tức là khoảng 17 dặm trong lãnh thổ của Do Thái, và bay về khu vực Haifa, nơi mà được xem là nơi điều khiển của họ, trong vòng ít nhất là dưới 10 phút đồng hồ và không hề bị bắn rơi. Việc mà khoe khoang tới cái hệ thống drone mới này đã được phổ biến rất mạnh mẽ và được phía của nhóm Hezbollah quảng bá rất trầm rộ. Trong khi đó thì lực lượng quốc phòng Do Thái cho biết họ đã xác nhận là có phát hiện được một số những cái hút là loại drone mà được mô tả là có thể bắn đao, vì nó không đang mang sự đe dọa, bất kỳ một đe dọa nào đối với cái thường dân của Do Thái tại khu vực phía bắc của quốc gia này. Hezbollah đã nói với lại một cơ quan truyền thông tại Trung Đông, nói rằng đoạn video này là lần đầu tiên họ đã cho thấy rằng là cái khả năng sử dụng và chế tạo các cái drone về gián điệp của Hezbollah. Trong khi đó thì phía Do Thái cho biết là họ không đã phát hiện được drone này nhưng không bắn rơi, bởi vì nó không có mang mục đích tấn công và không có gây nguy hiểm đe dọa tới những cái trạm gọi là quân sự của họ, cũng như là cái nơi cư trú của thường dân tại đây. Và trên đài phát biểu ở trên đài Emmy Radio thì lực lượng IDF cho biết họ đã phát hiện ít nhất là một trong bốn cái drone này vào tuần trước. Tuy nhiên, họ đã không có hành động ngăn chặn những cái drone này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một binh sĩ Hoa Kỳ bỏ trốn từ ở Nam Hàn qua tới phía của Nga đã bị kết tội 4 năm về tội ăn cắp ở tại Nga, theo tường trình cho biết. Một tòa án ở vùng cực đông của Nga là thành phố Vladivostok trong ngày thứ Tư đã kết án đối với lại một binh sĩ của Hoa Kỳ đã từng bị đe dọa là sẽ bị sát nhân sau khi mà anh ta bị cáo buộc là đã lừa gạt một phụ nữ với số tiền khá lớn và bị buộc tội là đánh cắp trong cái bản án mới nhất dành cho anh ta là 3 năm 9 tháng tù. Người này có tên gọi là Gordon Black, 34 tuổi, vốn là một trung sĩ, đã bay tới thành phố bờ biển của Nga cùng với để gặp gỡ cái người bạn gái, và sau đó anh ta đã bị bắt hồi tháng trước sau khi người bạn gái này cáo buộc anh ta đã đánh cắp tiền từ cái túi của cô. Và theo tường trình của giới chức của Hoa Kỳ và Nga cho biết, và cơ quan thông tấn của Nga Itatak cho biết
là quan tòa ở tại cái quận có tên gọi là Privomajski, cho biết rằng là anh này sẽ bị phạt vả lên tới 10.000 đồng rúp, và bên cạnh đó thì anh ta sẽ bị kết án gần 4 năm tù, tức là anh ta sẽ bị kết án là 3 năm 9 tháng tù. Và unplugged trường hợp này đã gây căng thẳng cho việc mà Nga đã bắt giữ một ký giả khác của Hoa Kỳ là trên lãnh thổ của Nga và cáo buộc tội làm gián điệp cho phía của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới việc một công dân Hoa Kỳ và là một binh sĩ Hoa Kỳ đã bỏ trốn từ Nam Hàn tới thành phố của Nga và để gặp gỡ người bạn gái, và cuối cùng anh ta đã lấy cắp tiền của người bạn gái này và bị cáo buộc tội đánh cắp. Và cũng như là Nga cho biết là họ sẽ xét xử và sẽ tống giam anh này sau khi mà anh ta bị kết tội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật hỗ trợ cho việc phát triển các cái năng lượng về nguyên tử của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì Thượng viện trong ngày thứ ba đã thông qua một dự luật, trong đó là sẽ phát triển tất cả những khả năng nhà máy phản ứng nguyên tử và lò phản ứng nguyên tử cung cấp nguồn điện và năng lượng cho Hoa Kỳ trong việc mà giảm đi tất cả tình trạng gọi là đang sử dụng các cái nhiên liệu hóa thạch và sử dụng các cái kỹ thuật mới trong lĩnh vực gọi là phát triển về nguyên tử điện. Bản tin mới nhất cho biết thì phía Thượng viện đã thông qua cái dự luật này, và trước đó nó đã được thông qua trên sàn Hạ viện và nó đã được thông qua trên sàn Thượng viện vào ngày hôm qua với tổng cộng là 88 phiếu thuận và 2 phiếu chống, và điều này có nghĩa là nó sẽ được thông qua gần như là không cần phải tới bàn của ông Joe Biden để ký trở thành luật, bởi vì nó đã vượt quá con số 2/3 trên sàn của Thượng viện. Đây là một chiến thắng mới cho cái chính sách về khí hậu môi trường và cái an toàn năng lượng của Hoa Kỳ, và Thượng viện đã thông qua cái dự luật có tên gọi là Advanced Act, trong đó gần như là cái đa số tuyệt đối. Đây là lời phát biểu của Thượng nghị sĩ Tom Carper của Đảng Dân chủ tại Delaware, là chủ tịch của Ủy ban đặc trách về môi trường và làm việc công cộng, cho biết như trên. Và ngày hôm nay chúng tôi đã gửi cái dự luật Advent này tới bàn của Tổng thống, bởi vì Quốc hội đã làm việc chung và thừa nhận rằng tầm quan trọng của vấn đề năng lượng về nguyên tử cho tương lai của Hoa Kỳ và phải hoàn tất công việc này. Thượng nghị sĩ Charlie Moore của Capitol của Đảng Cộng hòa tại West Virginia, là thành viên cao cấp của ủy ban trên, đã cho biết như trên. Và dự luật này có thể sẽ đem lại quyền lợi cho các công ty như là của Bill Gates hỗ trợ là TerraPower, trong đó sẽ xây dựng một cái lò phản ứng nguyên tử gọi là Natrium ở tại Wyoming, nơi được xem là đang có những cái khoáng mỏ than tả đá tại đây và đang trở ngại trong việc mà cung cấp cái quyền khai thác than đá. Đây được xem là một trong những cái buổi thông qua của sàn Thượng viện sau khi mà phía Hoa Kỳ nhấn mạnh về tình trạng an toàn năng lượng của mình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của Đảng Cộng hòa đã ngăn chặn dự luật tìm cách gọi là ban cấm bom stock sau khi mà tối cao Pháp viện đã tháo gỡ một lệnh cấm dưới thời của cựu Tổng thống Trump. Các thành viên của Đảng Cộng hòa tại sàn Thượng viện đã ngăn chặn một dự luật lưỡng đảng, trong đó là sẽ loại trừ ra khỏi vòng pháp luật đối với là loại bom stock, một thiết bị có thể giúp cho cây súng bắn nhanh hơn, sau khi mà tối cao Pháp viện đã hủy bỏ lệnh cấm này và cho rằng nó đã vi hiến ở trong cái hiến pháp của Hoa Kỳ sau khi mà có cái sắc lệnh này được ban hành từ thời của Tổng thống Trump trước đây. Tiếp theo vụ nổ súng ở tại Las Vegas, Nevada, các thành viên của Đảng Dân chủ đang tìm cách gọi là bỏ phiếu bằng giọng nói trong cái dự luật ban cấm cái bom stock. Tuy nhiên thì các thành viên của Đảng Hòa đã tìm cách ngăn chặn cái dự luật này. Dự luật này được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Martin Harris của Đảng Dân chủ tại New Mexico và Susan Collins của Đảng Cộng hòa tại Maine, là sẽ ban cấm việc bán hoặc là lưu trữ tất cả những cái loại bom stock này, vốn trước đây đã được đưa ra bởi sắc lệnh của Tổng thống Trump tiếp theo vụ một người đàn ông ở Las Vegas đã nổ súng vào một cái buổi lễ hội âm nhạc vào năm 2017 bằng một loại súng tự động với lại cái thiết bị bom stock này. Tay súng trên đã sát hại 58 người và gây thương tích cho 850 người khác trong một đám đông 22.000 người, và ông ta đã bắn trên 1.000 viên đạn vào đám đông trong vòng 11 phút đồng hồ nhờ cái hệ thống bom stock này. Và Thượng nghị sĩ Pete Ricketts của Nebraska đã phản đối và phía Đảng Hòa ngăn chặn cái dự luật này và nói rằng đây sẽ là một cái hành động gây nguy hiểm cho người dân Hoa Kỳ. Trước đó thì tối cao Pháp viện đã bỏ phiếu 6/3
và được viết bởi một cái phán quyết bởi chánh án Clint Thomas, trong đó nói rằng là phía Bộ Tư pháp đã sai lầm khi tuyên bố rằng là cái sắc lệnh mà cấm cái thiết bị này là bất hợp pháp, bởi vì đây là một cái lệnh cấm đã không được đã vi phạm vào tu chính án của Hoa Kỳ và tu chính án số 2. Đây được xem là một trong những cái ngăn chặn mới nhất của Đảng Cộng hòa nhắm vào cái đạo luật và cái dự luật do phía Đảng Dân chủ và một thành viên của Đảng Cộng hòa đã đệ trình. Trong khi đó thì thượng nghị sĩ của South Dakota là John Thune, nhân vật số 2 của Đảng Cộng hòa, đã chỉ trích ông Chuck Schumer là cố tình thúc đẩy cái cuộc bỏ phiếu này để tìm cách giới hạn cái tu chính án số 2. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cơ quan FCC đã có một cái hành động fast track để cho phép ông tỷ phú George Soros thu mua một đài radio được xem là lớn hàng thứ hai trên nước Mỹ. Bản tin mới nhất cho biết thì nắm quyền đa số tại cơ quan FCC là Đảng Dân Chủ, tức là cơ quan đặc trách về truyền thông và viễn thông, đã thực hiện một tiến trình fast track, tức là nhanh chóng hơn, để có thể chấp thuận cho nhà tỷ phú cực tả là George Soros có thể mua lại một cái đài radio lớn hàng thứ hai tại Hoa Kỳ chỉ vài tháng trước khi mà có cuộc bầu cử tổng thống. Bản tin mới nhất cho biết vào tháng 2, thì một cái tổ chức quản lý về ngân quỹ đầu tư của George Soros đã mua cái đài radio này trị giá là 400 triệu Mỹ Kim khi mà đài này đã vướng vào những cái món nợ nần ở tại Odyssey, và trong đó được xem là một trong những cái đài là phát radio lớn hàng thứ hai của Hoa Kỳ sau khi mà iHeartMedia đã báo cáo về tình trạng mà họ đã điền đơn khai phá sản. Và đài radio này đang có khoảng 220 trạm radio trên toàn quốc với khoảng 165 triệu người nghe mỗi tháng, và được xem là một trong những đài và đã có những nhân vật bảo thủ nổi tiếng ở trong cái đài này, bao gồm cả Eric Erickson, Sean Hannity, Mark Levin và Dana Short. Và việc thu mua này có thể sẽ loại trừ và bịt miệng đối với các người được xem là nổi tiếng trong giới bảo thủ, và công ty ngoại quốc làm chủ đài radio của Hoa Kỳ sẽ không được làm chủ quá 25% cổ phần theo cái quy tắc của FCC. Và trong đó thì chủ tịch của FCC là Brent Dacott, một thành viên của Đảng Dân Chủ, nói rằng điều này có thể cho thấy là FCC đang tìm cách gọi là đưa ra một cái lộ trình nhanh chóng hơn cho ông George Soros có thể mua lại cái đài radio được xem là lớn nhất, lớn hàng thứ hai tại Hoa Kỳ. Dân biểu Chip Royce của Đảng Cộng hòa tại Texas đã viết thư cho FCC vào tháng 4 và nói rằng tình trạng mua cái đài radio này là có mục tiêu chính trị và gần như là cần phải ngăn chặn cái tình trạng mua bán này. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra giữa lúc mà George Soros đang tìm cách thu tóm tất cả những cái cơ quan truyền thông được xem là ảnh hưởng nhất tại Hoa Kỳ để làm công cụ tuyên truyền cho ông ta, cho những cái tư tưởng được xem là cực tả của ông ta, và hỗ trợ cho những dân biểu và những ứng cử viên nào thuộc khuynh hướng cực tả xã hội chủ nghĩa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một bản báo cáo mới nhất của Ủy ban đặc trách ở Hạ viện cho thấy là Hunter Biden đã sử dụng vai trò thân phụ của anh ta là phó tổng thống để tìm cách gọi là giảm bớt cái cuộc điều tra của cơ quan SEC năm 2016. Bản tin mới nhất cho biết thì các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nói rằng Hunter Biden đã cản trở cuộc điều tra của cơ quan SEC, tức là cơ quan giám sát thị trường chứng khoán, năm 2016, trong lúc mà thân phụ anh ta làm phó tổng thống, trong một cuộc điều tra của cái ủy ban đặc trách về thị trường chứng khoán nhắm vào những cái cơ sở thương mại và những cái công ty dưới quyền của ông ta và những người đối tác của ông ta. Chủ tịch ủy ban giám sát là ông James Comer và chủ tịch ủy ban tư pháp là Jim Jordan đã gửi một lá thư cho chủ tịch của SEC là một phần trong cái tiến trình đàn hạch điều tra đối với gia đình của Joe Biden. Và trong năm 2016 thì luật sư làm việc với lại cái cơ quan đặc trách về thực thi luật pháp của SEC đã mở cuộc điều tra về một cái trò lừa gạt gọi là trái phiếu dành cho các bộ lạc, tức là những bộ lạc nhỏ, và trong đó đã vi phạm vào cái luật về đầu tư của SEC, tức là cơ quan giám sát thị trường chứng khoán. Và một phần trong cuộc điều tra này, Robert Hunter Biden, tức là Hunter Biden, đã cùng làm việc với lại một số đối tác của anh ta và cuối cùng đã sử dụng cái ngôi vị phó tổng thống của thân phụ ông ta để cản trở và làm khó các nhân viên điều tra của SEC. Và thời điểm đó thì SEC đã tống trác hầu cho phía của người cựu đối tác của Hunter Biden là Devon Archer cùng với lại Rosamund Seneca Moorhead, được xem là hai nhân vật là làm việc thân cận với lại Hunter Biden,
và ông Comer và ông Jordan đã công bố rằng Hunter Biden đồng thời cũng đã được tống trác mời là một phần trong cuộc điều tra vào tháng 3 năm 2016, trong lúc mà ông Joe Biden đang là phó tổng thống. Tuy nhiên, trác mời này đã không đến được với tay của Hunter Biden sau khi có những vận động từ đằng sau hậu trường với vai trò thân phụ của anh ta là phó tổng thống. Và điều này đã dẫn tới việc SEC đã không thể tống trác hầu cho Hunter Biden. Asher trong cuộc phỏng vấn với lại Ủy ban giám sát vào năm ngoái đã la điều trần và nói rằng đã có một cái hành động lợi dụng và họ chia cái lợi nhuận ở cái công ty mà họ đã lập ra với 50% là chủ nhân. Và trong đó ông Jordan và ông Comer vào tháng trước cùng với lại chủ tịch của ủy ban đặc trách về đường hướng và phân bố ở tại Hạ viện đã bỏ phiếu và yêu cầu công bố tất cả những hồ sơ thuế, trong đó cho thấy là Hunter Biden đã có hành động được xem là cổ phần cũng như là đã có những cái vai trò khá quan trọng trong cái công ty có tên gọi là Rosemont Seneca Bohai. Đây được xem là những báo cáo mới nhất về cuộc điều tra của Hạ viện nhắm vào việc gia đình Joe Biden đã lợi dụng cái vị thế phó tổng thống của ông ta để trục lợi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc bầu cử sơ bộ và trong đó gần như là chủ tịch của nhóm Freedom Caucus vẫn chưa có thể quyết định được ai là người thắng và ai là người thua. Dân biểu Bob Good, người đang ngồi trong ghế chủ tịch của House Freedom Caucus, có thể sẽ không sống còn trong một cái kết quả được xem là khát khao với lại một ứng cử viên đối thủ trong đảng Cộng Hòa. Trong sáng ngày thứ Tư thì ông Good đã bị dẫn trước bởi thượng nghị sĩ của tiểu bang là John McCurry với 326 phiếu bầu, với 98% phiếu đã được đếm ở phía nam của Virginia thuộc cái địa hạt số 5, và số lượng này đã khiến cho các cơ quan truyền thông không thể dự đoán được ai là người chiến thắng. Ông đã thua khoảng 326 phiếu bầu và cuộc được chạy đua này được xem là do cái thành phần do những người được xem là có một cái tinh thần bảo thủ rất cao và đứng chung với ông Trump, và ông Trump thì đã hỗ trợ cho cái người được xem là đồng minh của ông là ông John McCain thay vì là hỗ trợ cho ông Bob Good. Trong khi đó thì ông Good có thể sẽ bị thua bởi vì hiện nay ông bị dẫn trước khoảng 300 trên 300 phiếu, và trong cuộc bầu cử sơ bộ này thì họ sẽ đối diện với lại cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây. Đây là kết quả sơ bộ tại Virginia đã diễn ra và người ông Trump endorse đã gác trước điểm. Tuy nhiên vẫn khó nhận định được ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ này. Bên cạnh đó thì tại Virginia, ứng cử viên được ông Trump ủng hộ và endorse trong việc chạy đua vào ghế thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang hùng cao đã thắng được con số được xem là đa số. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu tổng thống Trump đã endorse cho một cựu hải quân của Hoa Kỳ là ông hùng cao, vốn là một người Mỹ gốc Việt, đã thắng được cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa trong việc mà tranh cử ở tại Virginia. Theo tường trình cho biết thì 81% phiếu đã được đếm và trong đó 63.5% đều bỏ phiếu cho ông Hùng Cao. Ông Hùng Cao sẽ ra tranh cử với lại thượng nghị sĩ đang đương nhiệm là Tim Kaine vào tháng 11 sắp tới đây, và ông Tim Kaine đã giữ cái vai trò thượng nghị sĩ này hai nhiệm kỳ và bây giờ đang bước vào nhiệm kỳ thứ ba. Và đây được xem là cuộc chạy đua khá gay gắt và Hùng Cao đã đánh bại ít nhất là 4 ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cuộc sơ bộ vào tối ngày hôm qua thứ ba. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Robert Kennedy Jr. đang đối diện với cái thời hạn chót để có thể có được cái đủ điều kiện trên cái việc mà tranh luận trên đài truyền hình CNN. Ứng cử viên độc lập là ông Robert Kennedy Jr. đã không còn đủ thời gian để có thể trở thành ứng cử viên người sẽ xuất hiện trong cái cuộc tranh luận ở trên đài truyền hình CNN. Và trong đó họ nói rằng phải coi chờ vào kết quả vào tối ngày hôm qua. Và CNN sẽ tổ chức cuộc tranh luận này ngày 27 tháng 6 sau khi mà tổng thống đương nhiệm là ông Joe Biden và đối thủ bên đảng Cộng Hòa là ông Trump đã đồng ý vào tháng 5 là sẽ có cuộc đối đầu. Và thời hạn chót dành cho các ứng cử viên có thể đủ điều kiện trong cái cuộc tranh luận này tính theo giờ của miền Đông, tức là 12 giờ trưa ngày thứ Năm, tức là ông ta chỉ còn khoảng 24 tiếng đồng hồ. Và trong đó thì chắc chắn là nó sẽ có một cái kết quả. Ông Kennedy đã điền đơn khiếu nại với lại cái ủy ban bầu cử của liên bang vào cuối tháng 5, cáo buộc rằng CNN tổ chức cuộc tranh luận này rõ ràng là đang có cái hành động đóng góp cho cái
chiến dịch tranh cử của ông Biden và ông Trump vi phạm vào cái luật cấm của FCC và nói rằng cái công ty truyền thông này đã bất hợp pháp khi đòi hỏi ông phải có một cái mức tối thiểu liên quan tới cái vấn đề tham gia cuộc tranh luận. Và phía chiến dịch tranh cử của ông đã yêu cầu FEC phải có hành động trong ngày thứ năm để mà tiếp tục coi là duy trì cái cuộc tranh luận này có mặt của ông ta, hoặc là phải đối diện với lại cái việc vi phạm vào đạo luật mà ông nói rằng có tên gọi là Federal Election Campaign Act, trong đó theo đơn kiện cho biết, và FEC vẫn chưa lên tiếng cho biết lời phát biểu về cái tình trạng này. Tuy nhiên thì họ nói rằng đang có tình trạng gọi là có những cái phân cực về chính trị, và hiện nay thì phía ông Robert Kennedy Jr. chỉ còn chưa đầy 24 tiếng, tức là tính cho tới cái giờ của miền Đông Hoa Kỳ là 12 giờ trưa ngày thứ năm, ông ta phải có đủ ít nhất là các tiểu bang mà cộng lại là 270 cử tri đoàn. Hiện nay thì với con số chính thức cho biết thì ông đã được 144 cử tri đoàn ở 9 tiểu bang, và con số này nó sẽ có thời hạn chót vào ngày mai, và ông đã đạt được 15% theo yêu cầu của CNN trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc. Tuy nhiên thì CNN quy định là phải có tên trên phiếu bầu của các tiểu bang ít nhất là cộng lại là 270 cử tri đoàn. Hiện nay thì ông đã gom được 9 tiểu bang, cộng lại là 144 cử tri đoàn, và vẫn chưa biết là ông có đủ tên trên các lá phiếu bầu ở các tiểu bang hay không, và đáp ứng được yêu cầu của CNN hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích Joe Biden và gọi Joe Biden là một kẻ muốn trở thành Tổng thống của những thành phần di dân bất hợp pháp. Cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên của Đảng Hòa trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây, đã lên án gay gắt về cái tình trạng Joe Biden đang dự tính ân xá cho những di dân bất hợp pháp. Và trong lời phát biểu với lại đám đông ở tại Wisconsin, ông Joe Biden nói rằng, ông Trump nói rằng ông Joe Biden đang muốn trở thành Tổng thống của những di dân bất hợp pháp. Khi mà tôi trở thành Tổng thống với cái luật lệ, và trong đó mỗi một cái kiểm tra về lai lịch và mỗi một cuộc sống bước chân vào Hoa Kỳ đều được giám sát, và tất cả các chủng tộc, các tôn giáo, các màu da. Khi tôi là Tổng thống, tôi tôn trọng tất cả những điều này. Ông Trump đã phát biểu với một đám đông khoảng 20.000 người. Trước đó thì ông Joe Biden trong ngày thứ ba loan báo là ông sẽ cho phép những di dân bất hợp pháp nào bước vào Hoa Kỳ trên 10 năm đám cưới hay là thành hôn với một công dân Hoa Kỳ sẽ có một cái lộ trình được gia nhập vào quốc tịch Hoa Kỳ và bảo vệ cho họ không bị trục xuất trong vòng 3 năm trong lúc mà họ đang tìm cách xin cái thẻ xanh với lại sở di trú. Và việc mà ân xá hàng loạt này có thể sẽ giúp cho khoảng 550.000 người đang sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Và dưới chương trình trên, ông Trump nói rằng dưới cái chương trình này, rõ ràng di dân bất hợp pháp đã ngay lập tức sẽ có được cái green card, tức là cái thẻ xanh, và sẽ có một lộ trình sớm để trở thành công dân và họ có thể đi bỏ phiếu. Và Crucio đã gửi một thông điệp cho thế giới thấy rằng ông ta là người đã đón chào tất cả di dân bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ. Đất nước của chúng ta đang bị xâm lăng, là chúng ta không thể ân xá được, chúng ta không thể nói về vấn đề gọi là ân xá, mà chúng ta phải tìm cách ngăn chặn sự xâm lăng này. Ông Trump đã nói với đám đông ở tại Wisconsin, và chúng ta phải bảo vệ biên giới. Chúng ta đã để cho nhiều người bước chân vào biên giới của chúng ta một cách bất hợp pháp, và Joe Biden vốn là một tổng thống của những di dân bất hợp pháp. Chúng ta đã không còn chọn lựa. Đây được xem là lời lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ của ông Trump đối với Joe Biden sau khi mà Joe Biden dự tính sẽ ân xá cho những người đến nước Mỹ trên 10 năm và đã đám cưới với hoặc là thành hôn với một người công dân Mỹ có cái quyền được lộ trình xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ, và trong đó thì họ sẽ không bị trục xuất trong vòng 3 năm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, giới ngoại giao của Âu Châu viếng thăm Trung Quốc và tái nhắc lại về cái lo ngại nghiêm trọng của họ về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì phía Âu Châu đã tái nhắc lại sự lo ngại về tình trạng vi phạm trầm trọng nhân quyền tại Trung Quốc trong cuộc đối thoại mới đây nhất đối với nước Cộng sản này. Giới chức ngoại giao hàng đầu của Âu Châu dẫn đầu bởi viên chức ngoại giao là Paolo Pampaloni, được xem là phó quản lý đặc trách về Á Châu Thái Bình Dương của cái cơ quan đối ngoại của Âu Châu, đã đưa ra cái lời phát biểu về sự lo ngại của họ
trong một cái hội nghị thường niên đối thoại về nhân quyền với các viên chức của Trung Quốc diễn ra từ ngày 16 tây, và trong đó chủ tịch của cái quỹ hội này là bà Pampaloni cùng với lại Shenbo được xem là giám đốc điều hành về tổ chức quốc tế trong một cái cuộc họp tại Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, và trong đó họ nhấn mạnh tình trạng lo ngại về phía Trung Quốc đang có những hành động không cải thiện về nhân quyền, trong đó những vụ bức hại tại Tân Cương, tại Tây Tạng, việc thay đổi cái hiện trạng của Hồng Kông từ một vùng tự trị trở thành một cái vùng không còn tự trị, và xóa bỏ cái một quốc gia hai thể chế của Trung Quốc, cũng như là việc bức hại các tôn giáo tại Trung Quốc đã không có sự cải thiện. Đây được xem là một trong những cái sự lo ngại của Liên hiệp Âu Châu đối với tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Kim Jong-un và Putin đã ký một cái hiệp ước quốc phòng trong lúc mà Putin đã có mặt tại Bắc Hàn. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un đã ký một cái thỏa ước mới vào ngày thứ Tư, trong đó cam kết sẽ có những cái hợp tác về quốc phòng giữa hai quốc gia nếu bị tấn công. Thỏa thuận này là một trong những kết quả hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Bình Nhưỡng trong chuyến viếng thăm rất hiếm hoi của ông Putin tới quốc gia đang có vũ khí nguyên tử, và hai quốc gia này đang đối diện với sự đối đầu gay gắt của khối Tây Phương. Trong phiên họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, ông Putin nói rằng thỏa thuận này là ông nói rằng là một cái sự gọi là tài liệu cho thấy phản ảnh cái tình trạng hai quốc gia chia sẻ tất cả những cái mối lo của họ ở tất cả các mức độ lĩnh vực khác nhau, từ an ninh, mậu dịch, đầu tư, văn hóa và kể cả những mối quan hệ về con người. Ông Kim Jong-un cho biết là cái thỏa thuận hòa bình này sẽ là khẳng định cái mối quan hệ của một liên minh. Đây được xem là một trong những cái đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia sau khi mà ông Putin có mặt tại khu vực của Bắc Hàn. Và trong ngày hôm nay thì ông Putin sẽ trên đường bay qua Việt Nam tiếp theo việc mà ông đã viếng thăm Bắc Hàn trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Đây được xem là một trong những cái thỏa ước quan trọng mà Bắc Hàn đã ký kết với phía của Nga. Trong đó hai quốc gia sẽ tương trợ lẫn nhau nếu một trong hai quốc gia bị tấn công bởi các kẻ thù. Đây được xem là một cái hiệp ước quan trọng mà ông Putin đã ký kết với nhà nước Cộng sản Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là để biện minh cho việc tình trạng thiếu vũ khí trầm trọng và không có sự nâng cấp trong tình trạng mà cả khu vực đang có cái nhu cầu tăng cường ngân sách quốc phòng, và trong đó tập trung vào lĩnh vực tròn. Tròn được xem là một trong những cái vũ khí chiến lược mà các quốc gia ở tại Á Châu, Âu Châu cũng như tại Trung Đông đang phát triển rất mạnh mẽ. Tròn này là những cái tròn không những có khả năng giám sát mà họ còn có khả năng tấn công cũng như là phá hủy các cái mục tiêu của đối phương. Tuy nhiên, với tình hình gọi là thiếu tiền bạc, thiếu tài chánh và không có đủ khả năng để mà phát triển những cái hệ thống tròn này, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng biện hộ cho rằng cái chiến tranh ngày hôm nay có thể là hiện đại nhưng ngày mai trở thành lạc hậu, để biện minh cho việc mà Cộng sản Việt Nam đã không đủ khả năng chế tạo tròn cho lĩnh vực quân sự cũng như là không đủ tiền mua những cái tròn được sản xuất của những quốc gia xung quanh cho lĩnh vực quân sự, mặc dù rằng những cái tròn này ở Trung Đông sản xuất chỉ với giá khoảng 2.000 mỹ kim, ở Ukraine sản xuất là từ 2.000 cho tới 5.000 mỹ kim, và tại Đài Loan những cái tròn được xem là cấp độ nhỏ này được sản xuất từ 2.000 cho tới 6.000 mỹ kim. Tuy nhiên thì Cộng sản Việt Nam cũng không đủ tài chánh mua các cái tròn của những quốc gia này hoặc là tự mình chế tạo những cái tròn dành cho lĩnh vực quân sự, và để biện minh cho sự yếu kém này, Phan Văn Giang lên tiếng cho rằng tròn ngày hôm nay hiện đại nhưng ngày mai có thể đã lạc hậu. Đây là lời biện minh mới nhất của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, biện minh cho sự yếu kém về vấn đề quốc phòng của Cộng sản Việt Nam trước tình hình đang thay đổi tại Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, bản tin thời sự hàng đầu đó là thợ tu Thích Chân Quang chỉ bị phạt bằng cách là cấm thuyết giảng trong vòng 2 năm thay vì những ngôn ngữ và những cái nội dung nói chuyện của ông này được mô tả là xúc phạm trầm trọng tới cái ngành cho tới cái tôn giáo là Phật giáo, cũng như là ông ta có những cái chính sách tuyên truyền một cách vô tội vạ cho chế độ cầm quyền. Bản tin mới nhất cho biết thì cái giáo hội của Phật giáo quốc danh của Cộng sản Việt Nam trong ngày 19 tây hôm nay đã đưa ra một cái thông báo sau khi mà họ đánh giá về tất cả những cái ngôn ngữ, những cái lời nói và những cái được xem là những cái lời phát biểu của ông Thích Chân Quang. Cuối cùng họ đi tới một cái quyết định là cấm ông này không được phép thuyết giảng trong vòng 2 năm, thay vì trục xuất ông này ra khỏi giáo hội Phật giáo quốc danh.
bởi vì những cái xâm phạm của ông này đối với lại cái tinh thần của Phật giáo và kể cả cách sống đầy sang trọng với đồng hồ mắc tiền và xe mắc tiền của ông ta đang di chuyển. Rõ ràng ông này đang lợi dụng Phật giáo để làm giàu và tự làm giàu tài sản cho bản thân. Tuy nhiên thì ông ta đã không bị phạt vạ, bởi vì theo nhiều cái lời phát biểu trước đây của ông ta là cháu ruột của Hồ Chí Minh, được xem là lãnh tụ và thủy tổ của Cộng sản Việt Nam. Do đó thì có vẻ có cái gốc to này, ông này không bị phạt vạ bằng cách trục xuất ra khỏi cái giáo hội Phật giáo của Cộng sản Việt Nam, cũng như là những cái lời nói sai sự thật của ông ta đã kích tôn giáo, đã kích công giáo trên các cái bài nói chuyện của ông ta và xúc phạm các tôn giáo khác. Tuy nhiên thì ông ta lại không bị Cộng sản Việt Nam truy tố về tội hình sự 331 giống như họ đã đối xử với những người khác khi mà lợi dụng quyền tự do dân chủ để xúc phạm tổ chức cá nhân và quyền lợi của nhà nước cũng như là của các cá nhân. Và Thích Trân Quang trong những năm vừa qua đã có những lời lẽ xúc phạm tới đạo Công giáo, xúc phạm tới lịch sử của đất nước Việt Nam. Tuy nhiên ông ta lại không bị buộc tội 331 theo đạo luật hình sự mà Cộng sản ban hành, mà Cộng sản thường sử dụng những cái đạo luật này để mà bịt miệng tất cả và truy tố cũng như đàn áp tất cả những nhà bất đồng chính kiến. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cùng một lượt thì cũng trong ngày hôm nay đã có hai người bị Cộng sản Việt Nam truy tố tội lật đổ chính quyền. Hai người này, một người bị phạt 16 năm tù và một người khác bị phạt 8 năm tù. Người thứ nhất là Nguyễn Đức Thanh, 56 tuổi, thường xuyên có những bài chỉ trích lên án đảng Cộng sản và cái chế độ cai trị hiện nay. Và bây giờ ông đã bị phạt lên tới 16 năm tù về cái tội mà Cộng sản Việt Nam chụp mũ cho ông âm mưu lật đổ chế độ, trong khi ông chỉ phát biểu trên mạng xã hội. Người thứ hai có tên là Nhật Kim Bình, 47 tuổi, cũng đã bị phán cùng một tội danh với bản án là 8 năm tù. Cả hai người này đã thường xuyên có những cái bài viết và có những cái lời lên án gay gắt Cộng sản Việt Nam và kêu gọi thay đổi chính trị tại Việt Nam. Tuy nhiên thì những bài viết của họ và những lời kêu gọi livestream của họ đã bị Cộng sản xem là hành động lật đổ chế độ và do đó họ đã buộc tội rất nặng nề. Đây được xem là một trong những cái bản án mới nhất mà Cộng sản Việt Nam dành cho những người lên bất đồng chính kiến và những người gọi là được xem là không chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản ngay tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, em ruột của bà Đặng Thị Hoàng Yến, tức là Maya, bà Maya đang có mặt ở tại Mỹ, đã phải cầm cố 10 triệu cổ phiếu của KBC để vay tiền của ngân hàng. Người này có tên là Đặng Thành Tâm, vốn là cựu đại biểu nằm trong cái quốc hội bù nhìn của Cộng sản Việt Nam. Ông ta được xem là một trong những nhân vật làm chủ của các cái cổ phiếu của KBC, được gọi là khu phát triển đô thị Kinh Bắc, đã phải sử dụng cái tài sản của ông ta để mà cầm cố cho ngân hàng để vay tiền. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới gia đình của bà Đặng Thị Hoàng Yến, một người được xem là từng là đại biểu trước đây và đã bị trục xuất ra khỏi Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Và hiện nay bà này đang định cư tại Mỹ với cái tên là Maya, và Đặng Thành Tâm là em ruột của bà ta. Và bà Đặng Thị Hoàng Yến được xem là người cai quản toàn bộ khu công nghiệp Tân Tạo tại miền Nam Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!